Chào các bạn, mình sẽ giới thiệu đến các bạn con TP-Link 830RE. Đây là trạm mở rộng sóng Wi-Fi không dây. Nó có trách nhiệm là thu sóng và phát lại với cường độ mạnh hơn, tức là thu ở đuôi sóng. Rồi, chúng ta thử xem trong cái gì. Rất đẹp, rất nhỏ gọn. Có hai anten. Đây là cái mã code thì chúng ta sẽ sử dụng. Các bạn lưu ý là chép của mình ra là 13 cái số SN ở đằng sau TP-Link này ra. Bây giờ chúng ta thử cấu hình nó xem sao. Rồi, cắm điện. Sau khi chúng ta chép 13 số ra, chúng ta cắm điện, nó sẽ khởi động trong vòng 1 phút. Bây giờ chúng ta thử xem là cái hướng dẫn sử dụng nó gồm có những cái gì. Đây, hướng dẫn sử dụng Trung Quốc, tiếng Trung Quốc 830RE. Đầu tiên là giới thiệu về con TP-Link này. Cắm điện thì đèn nó sẽ đỏ. Rồi, đầu tiên ấy là các bạn là bật điện thoại lên và truy cập vào cái trạm Wi-Fi có chữ TP-Link RE và đường số sau này có thể thay đổi. Các bạn nhớ là sau khi là con TP-Link này khởi động được một phút thì là trong điện thoại của bạn sẽ bắt được cái trạm này. Đầu tiên các bạn phải bắt được cái trạm này trước. Sau đó các bạn chép 13 cái ký tự này ở đằng sau này ra giấy. Rồi. Tiếp theo đến phần 3 là các bạn dùng cái phần mềm quét code để các bạn quét cái code ở phía trên cái nóc vuông vuông ở TP-Link. Hoặc là các bạn vào trình duyệt gốc, lưu ý nhé, trình duyệt gốc của điện thoại, để các bạn nhập cái địa chỉ là http://tplogin.cn như đây. Sau khi các bạn đăng nhập xong thì nó sẽ ra một cái bảng giống như thế này. Các bạn nhập 13 cái ký tự SN vào đây, ở trên ở dưới nhắc lại, rồi các bạn bấm phím này. Sau khi các bạn bấm xong thì nó sẽ hiện ra một cái bảng, trong đấy nó có rất là nhiều những cái cột sóng Wi-Fi, thì các bạn sẽ chọn cái cột sóng nào mà cần phải tiếp sóng, chọn nhà hàng xóm được, miễn là có password là chúng ta có thể. Sau khi các bạn nhập xong, chọn xong một cái trạm và các bạn nhập cái password của cái trạm Wi-Fi đó vào. Nhưng trước khi mà các bạn mà bấm phím xanh ở đây để mà đăng nhập vào thì các bạn bật cho mình cái con mắt ở bên cạnh. Đây, con mắt ở đây. Các bạn bật con mắt lên thì cái hàng chữ password này người ta sẽ hiện lên để các bạn kiểm tra xem bạn đã chắc chắn là đăng nhập được hay chưa. Sau khi các bạn đăng nhập xong rồi thì nó sẽ hiện là cái trạm của các bạn đã được kết nối và các bạn bấm phím xanh ở dưới này là xong. Rồi, đấy là lý thuyết, chúng ta sẽ thực hành luôn ngay từ bây giờ. Rồi, chúng ta lấy một cái điện thoại này thì cấu hình hơi yếu nhưng không sao hết, vẫn làm bình thường. Nhiệm vụ đầu tiên, sau khi TP-Link đã được khởi động khoảng 1 phút, các bạn vào trong phần cài đặt của điện thoại. Các bạn vào cho mình phần Wi-Fi. Trong phần Wi-Fi thì các bạn đã thấy rằng là có cái trạm TP-Link RE này, B1F này. Đấy, sóng rất căng, không có mật khẩu gì hết, các bạn cứ bấm vào. Rồi, connect vào. Chắc chắn là nó sẽ connect rất nhanh tại vì không có mật khẩu gì cả. Rồi, sau khi đã báo là đã kết nối ở đây, bây giờ nhiệm vụ của các bạn là chúng ta sẽ quay trở ra, chúng ta dùng một phần mềm quét code để chúng ta quét cái code ở phía trên cái nắp của con TP-Link này. Đây, chúng ta sẽ quét được. Chúng ta dùng phần mềm quét code, chúng ta sẽ quét cái code này. Nhưng mà nếu với cả một vài các dòng máy các bạn chưa cả tải cái phần mềm quét code này về thì không sao hết. Các bạn vào cho mình phần trình duyệt gốc ở đây. Các bạn lưu ý là trình duyệt gốc nhé, có rất nhiều trình duyệt khác nhau. Các bạn vào trình duyệt gốc của điện thoại. Sau đó các bạn kéo xuống đây, các bạn đánh vào thanh địa chỉ trên này nhé. Các bạn đánh cho mình là http
hai chấm gạch chéo gạch chéo, rồi TP đây, vừa nãy là chúng tôi đã vào sẵn trong này rồi. Thì giờ đấy nha, login này chấm cn đây, các bạn có thể nhìn rõ lại một chút là chúng ta sẽ đánh thành địa chỉ này trong trường hợp mà chúng ta không có phần mềm quét code. Bản chất phần mềm quét code nó quét cái code kia, nó cũng chỉ ra trong web này thôi. Sau đó chúng ta đăng nhập vào trang web này. Ok, bấm vào trang web. Rồi, chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ ra một cái bảng này, người ta yêu cầu mình nhập 13 cái tự N vào đây. Ở đây là nhắc lại, và sau đó chúng ta bấm phím xanh ở đây. Bây giờ để cho đỡ mất thời gian thì các bạn cùng chúng ta nhập. Các bạn lưu ý là các bạn nhập chính xác từ từ. Giai đoạn này là rất hay bị sai, tại vì 13 số này nhập nó thành dấu sao, đâm ra là các bạn không biết được rằng là các bạn có được đúng hay không. Nên các bạn cứ bình tĩnh nhập từ từ từng tí một. Chúng ta lưu ý là chúng ta nhập 13 cái số ở trên và số dưới chúng ta lại nhắc lại y như vậy luôn. Các bạn đánh từ từ thì không sai. 115C 246 00 6016. Rồi, chúng ta bỏ bàn phím xuống bằng cách chúng ta bấm phím back ở đây, chúng ta để bàn phím ra. Nhập số 16 trên và 16 dưới. Ok, bây giờ chúng ta có thể vào luôn. Sau khi chúng ta nhập xong, chúng ta có thể bấm phím xanh này để cho nó quét. Khi vòng tròn quay như này là chắc chắn chúng ta đã nhập đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái trạm wifi của gia đình. Chúng ta có thể chọn đây, tôi sẽ chọn ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ nhập mã số của cái wifi này vào đây. Sau khi chúng ta nhập xong rồi, chúng ta để ý chúng ta bấm một con mắt bên cạnh này nhé, để nó sẽ hiện ra cái mật khẩu ở đây, xem chúng ta đã đánh trúng chưa. Nhiều khi đánh sai rồi, khi đánh đúng rồi chúng ta bấm nút xanh ở đây. Đang vào. Chúng ta để ý là cái trạm wifi cũ của nhà mình ấy thì là hầu như là không có tí sóng nào hết. Đấy, không được một vạch luôn. Đến đây là báo là đã tiếp sóng xong cái trạm wifi này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm phím xanh này để kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong trạm, trong phần wifi để chúng ta kiểm tra. Chúng ta vào trong phần wifi ở đây. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái trạm mà Khánh CFC ở phía trên này này. Đấy, là căng đét luôn. Còn ông nội ở dưới thì chả thấy sóng gì hết. Đấy, Khánh CFC ở dưới thì hầu như không có sóng. Ok, bây giờ sóng mạnh quá rồi, chúng ta thì vào thôi. Chúng ta lúc đó kiểm tra là xem Internet đã vào chưa. Nếu mà vào được rồi thì quá ngon. Ra đánh thử một trang web nhá. Và Google chẳng hạn. Đến đây chúng ta vẫn chưa có trang web. Bây giờ chúng ta phải vào lại. Chúng ta tắt wifi đi. Chúng ta bật lại nhé. Chúng ta tắt wifi đi. Và chúng ta bật lại lên. Máy đi chậm quá. Chúng ta tắt lên, chúng ta bật lên và chúng ta đăng nhập lại cái địa chỉ để cho cái máy này chắc chắn rằng nó đã tiếp sóng con TP-Link mới chứ không phải là tiếp sóng con TP-Link cũ. Đợi chút.
đang tìm địa chỉ. Như thế là chúng ta đã làm xong, các bạn chỉ trải nghiệm thôi. Cảm ơn các bạn.